bước vào năm học mới thì tôi rất là vui và phấn khởi vì khi gặp lại các em đến lớp và thấy các em rất là háo hức khi đến ngày tự trường, và các em ăn mặc thì rất là đẹp, giáo viên thì đón các em học sinh rất là nhiệt tình và chu đáo. Hello everyone, today I'm very happy to be the teacher of Buckley number 2 primary school. I hope we will working well to make a successful school year. Thank you. Thực ra là cũng còn hơi bỡ ngỡ, bởi vì mình đang là con mình đang ở học ở trường mầm non, và cái theo cái kiểu tức là ở trường mầm non thì nó khác với trường tiểu học, nên mà trường tiểu học mình còn phải chuẩn bị cho cháu kiến thức gọi là phải vững vàng ở kiểu trường mầm non để vào lớp 1, thì mình cũng lo là vấn đề là nếu vào lớp 1 thì mà sợ kiểu như là vào một lớp ở đó thì con mình sẽ kiểu bị tụt đi, mình sẽ phải cố gắng bây giờ là phải rèn cho cháu để coi là theo được các bạn, không thì lại tụt về phía sau. Thực ra là bây giờ là vào tiểu học nó cảm giác nó khác lắm. Lần đầu tiên đưa con đi khai giảng ở tiểu học nó cảm giác nó bỡ ngỡ, nó khác, nó không như ở mầm non. Các em học sinh lớp 1 sẽ luôn vào trường của mình sẽ luôn hơn học giỏi, và một hôm nay sẽ có một lễ khai giảng chào cờ và thật là tốt đẹp ạ. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Mùa phượng phượng thắm, mùa cung vàng nở, mùa huệ huệ trắng đào thắm hồng đỏ, trường chúng em đây như vườn hoa tươi, người tốt việc hay là cháu bằng yêu sao yêu thế trường của chúng em. Tại vì năm trước em chỉ được học sinh khá thôi, năm nay em phải cố gắng để được học sinh giỏi ạ. Tên sân khấu này. Để bố mẹ vui ạ. Là một giáo viên trẻ khi chính thức được bước vào ngành giáo dục thì bản cảm xúc của bản thân tôi thấy rất là bồi hồi, thấy rất là háo hức cùng hòa chung với không khí của cả nước khi hôm nay cùng đón dự ngày lễ khai giảng. Và cũng chính thức từ hôm nay là tôi đã chính thức được bước chân vào sự nghiệp là dìu dắt các em đến vào tương lai, và cũng mong muốn là các ban giám hiệu cùng với các anh chị đồng nghiệp là luôn nhiệt tình giúp đỡ. Bản thân tôi sẽ luôn luôn nỗ lực học hỏi, cũng mong muốn các bậc luôn tạo điều kiện giúp đỡ các thầy cô giáo cùng với các em học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Thầy mong các em học sinh là luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời các thầy cô, cùng với lại ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn là bắt đầu năm học mới này thì học sinh các em học ngày càng giỏi hơn, giáo viên nhà trường thì ngày càng
được nhiều giáo viên giỏi này. Mong là phụ huynh quan tâm đến các con nhiều hơn này, cùng với giáo viên để đồng hành cho các em học tốt hơn trong năm học tới này ạ. Mong thầy và trò có một năm học mới thành công hơn so với năm học trước, và mong thầy và trò đều đạt kết quả như mong đợi. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tập thể các em học sinh thân mến, hòa chung trong không khí vui tươi của buổi lễ khai giảng năm học mới và hưởng ứng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay trường tiểu học Bắc Lý số 2 long trọng tổ chức đón học sinh vào lớp 1 và khai giảng năm học mới 2022-2023. Sau đây thầy mời 95 em học sinh khối lớp 1 chúng ta đứng dậy nào. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, mỗi khi năm học mới đến, chúng ta lại vui mừng chào đón các em học sinh vào lớp 1. Bước vào nhà trường tiểu học, đây thực sự là một niềm vui, niềm tự hào và cũng là một trọng trách lớn lao vì sự nghiệp chồng người của những người làm công tác giáo dục. Hòa chung trong không khí vui tươi của buổi lễ khai giảng năm học mới và hưởng ứng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trước mắt chúng ta là 95 em học sinh ngày đầu tiên bước vào lớp 1, là những mầm non tương lai của đất nước. Trong giờ phút trọng đại này, xin kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh khối 2, 3, 4, 5, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 95 em học sinh lớp 1. Một lần nữa xin đồng nhiệt chào đón các em. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trong nhà trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ khai giảng năm học 2022-2023 thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu mến. Khi chia tay với mùa hè đầy kỷ niệm, đáng nhớ với mùa hoa phượng đỏ, với tiếng ve chưa hè, cũng là lúc chúng ta vui mừng chào đón năm học mới. Chúng ta vô cùng bồi hồi xúc động khi được trở lại mái trường thân yêu, gặp lại thầy cô, bạn bè thân thiết. Năm học mới hứa hẹn bao điều tốt đẹp, với những bài học hay, với kho tàng kiến thức vô tận đang chờ đón các em ở phía trước. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu mến. Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta, với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử, kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn như kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, hàng triệu giáo viên, học sinh, sinh viên trên cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới. Là năm học tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, thực hiện hướng dẫn số 320 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa về hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 với chủ đề Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Hôm nay, trường tiểu học Bắc Lý số 2 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Về dự,
Lễ khai giảng năm học mới hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo xã, tôi xin trân trọng giới thiệu. Một, bác Nguyễn Văn Sơn, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bác Trương Mạnh Hùng, đảng ủy viên, chủ tịch hội nông dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với buổi lễ khai giảng ngày hôm nay còn có các bác đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các anh chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía hội cha mẹ học sinh, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện các hội cha mẹ học sinh các khối lớp trong nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà tài trợ xe đạp cho các em hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có chị Nguyễn Thị Hợi, chủ cơ sở đồ thờ Sơn Anh, tổ dân phố Tân Cầu Dô, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường và nhân viên trong hội đồng nhà trường cùng 512 em học sinh của nhà trường đã có mặt đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Ngay từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong ngày khai trường đầu tiên, Bác Hồ đã gửi thư thăm hỏi tới các thầy, cô giáo và học sinh để động viên và giao nhiệm vụ cho những người làm nghề dạy học phải đưa non sông Việt Nam tới đài vinh quang. Kể từ đó, mỗi khi ngày khai trường đến, Chủ tịch nước lại gửi thư đến tất cả các cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong cả nước nhằm động viên, khuyến khích phong trào dạy và học đạt kết quả tốt, thăm hỏi động viên và giao nhiệm vụ cho thầy và trò của ngành giáo dục. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư gửi vào ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng viết: "Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em biết thầy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giờ nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một khoảng thời gian bất thường. Việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch COVID-19, thầy và trò lại được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập. Hết mưa là nắng hưởng lên thôi, như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ năm học 2021-2022. Chất lượng giáo dục phổ thông Đại Trà và Mũi Nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng nền giáo dục của Việt Nam được nâng lên 5 bậc, đạt thứ hạng 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức thành công. Giáo dục vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều trường đại học Việt Nam có mặt trong các bảng xếp hạng đại học uy tín quốc tế. Bên cạnh đó, những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được trong các kỳ thi Olympic trong năm 2022 đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh, khả năng vươn lên trong học tập và trí tuệ Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, một năm học bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay, đó là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại. Tôi mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, làm gương tốt vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước. Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục,
kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa, chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và noi gương, xây dựng xã hội học tập dễ tiếp cận đối với mọi trẻ em, trong đó có trẻ em yếu thế. Đối với các em học sinh, sinh viên, hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.